ôm sợ nó quá, nhiều khi nó cũng hoảng và nó cũng cũng lại giống như là bất động, nó bất bình tĩnh rồi đó, nó mất bình tĩnh rồi là nó cũng bơi. Hay nhiều khi đến cái giờ nó vận động nó phải bơi. Đấy, bơi đi, tập bơi đi, chứ nằm yên ở chỗ không à. Đấy, nhìn nàng bơi dễ thương không? Đấy, chứ có bơi à, bơi lấy eo đi chứ, người không có eo ọt gì đấy. Đấy, chịu khó bơi nha ra, bơi cho dáng đẹp đi. Hôm nay không hiểu sao nó lại bơi nhiều, chắc có thể là mình sợ nó nhiều quá, nó hoảng hay sao á. Thỉnh thoảng mình massage nó thôi, mình sờ sờ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nó mình hoảng hay là mình không có lên, không có sợ nó nữa. Con này thì cái màu của nó giống như là màu hơi màu vàng ha, cái da của nó hơi màu vàng, cái mắt của nó màu vàng, cái sừng của nó hẳn màu vàng. Con này là con Golden đen, một trong cái màu năm một trong năm cái màu chuẩn của những con cá kỳ nhông nước này, hay con axolotl này. Hôm nay theo được trứng, được thích bơi vậy, bơi loạn xạ vậy, bơi đi cho khỏe nha, bơi được nhiều ăn được nhiều không. Muốn bơi ra ngoài xèo đấy, nước trong hồ này thì mình có thể mình đổ nó ra để mình thay nước nó nha. Ui, ui, nó mập quá trời luôn, nó to quá rồi. Cái da của nó hơi bị nhờn như sao, cái da của nó như nó đang giống như đang đang bị yếu sao. Thỉnh thoảng á mình phải thay cái nước này nha, cái nước nhiều khi mình để trong cái hồ mình phải đổ nó hẳn nó ra, mình thay nó. Nó là một cái, nếu mà nước nó dơ quá, nếu mình nuôi riêng ra ngoài á, mấy con cá này mà nếu mà mình nuôi riêng hẳn ra ngoài trong một cái hồ nhỏ dành riêng cho nó, thì mình một tuần hay 2 tuần là mình bắt buộc mình phải thay nước á. Thì cái nước của nó dơ quá thì những con này nó bị ảnh hưởng, giống như những con loài cá khác cũng vậy. Thỉnh thoảng nếu mà mình mua nuôi trong cái hồ mà nó không có gọi là cái hệ sinh thái của nó ở trong cái hồ nó không có tốt đó. Thì cái bộ lọc nó không có tốt nữa thì mình tầm khoảng 2 tuần là mình phải thay ha. Còn nếu mà mình nuôi trong một cái hồ lớn á, như mình nuôi trong hồ lớn này thì hầu như là nó có cái hệ giống như là có rong rêu rồi những cái loài cá, như là những con cá, những cá chuột hay những cá lông kính, nó có vệ sinh đó, nó tốt đó. Thì cái nước của nó thì sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều ha. Đây cái sao cái mình đây có một con tôm nó bị mất à, sao nó bị kẹt đây à. Nên là nếu mà mình nuôi trong một cái hồ nhỏ ở ngoài á, nên là tầm khoảng 2 tuần lễ là mình phải thay nước một lần hả, để cho nó sống sẽ tốt hơn ha.
Nên còn nếu mà mình thay ở trong cái hồ lớn như này thì hầu như là mình không cần phải thay. Tạm chỉ có nó có tại vì nó hết hết nước nên mình phải đổ nước từ vô ngoài vô thôi. Chứ mình không có thay. Giờ nó đang hoẹ này, nó ăn được 3 viên là nó hoẹ, nó không thèm ăn nữa. Bây giờ ngắm cho nó bơi thôi, còn nó đang hoẹ thì nó bơi được nhiều. Bơi đi cho dáng đẹp nha. Đấy. Mình nuôi trong cái hồ như này thì một số bạn hay là một số người thì nói tới nhà mình chơi thì nói sao mà không có thả ra ngoài, thì mình cũng thấy nuôi trong đây thì mình cũng thấy nó hơi bị ngột ngạt một chút. Nhưng mà được cái là mình cái nước hay là cái mỗi lần mình cho nó ăn thì nó dễ dàng hơn, tại vì nếu mà nó cho vô trong cái hồ lớn đó, mỗi lần mình cho nó ăn, tại vì thức ăn của nó tầm khoảng để 1 phút đó, mình hay là nửa nửa phút thôi mình không cho nó ăn thì nó tan ra, mà mấy con này nó tan ra rồi nó không ăn nữa, nên là mình cho nó ăn trực tiếp vô trong cái tầm miệng của nó là nó đớp cái là được, và đỡ đỡ phải cho thức ăn nhiều quá mà nó không ăn thì làm dơ cái hồ của mình ha. Nên là mình cho nó cái viên nào mà là nó chỉ ăn viên đó thôi. Nên là giống như là một ngày mình cho nó ăn tầm 2 đến 3 viên là được. Đang hoảng hay sao vẫn bơi nhiều dữ. Này bơi cho mọi người chiêm ngưỡng này. Bơi tiếp đi. Nên là mình nhốt nó vô trong đây thì được cái mình chăm nó cũng nhàn nữa. Đó. Mỗi lần mình thay nước thì mình chỉ có đổ ra, mỗi lần mà nó có đi phân á, nó có đi phân thì mình cũng cũng đổ ra xuống dưới cái đáy hồ này. Thì có những con cá chuột ấy, nó cũng ăn được mà. Một phần mà nó không ăn được thì nó cũng làm phân cho những con cá như như cho những cái đám rong rêu trong trong hồ này luôn. Hôm nay sao nó lại bơi nhiều chứ? Bình thường nó không bơi như vậy đâu. Chắc có thể cái da của nó đang bị da của nó đang bị chóc ra, nó sợ. Bơi nhẹ thôi. Đó. Bơi từ từ thôi. Cái con mái á, con này là con mái á, thì nó không có cái ở dưới hai cái chân của nó giống như là nó không có lội ra hai. Còn con đực thì nó hai cái này nó dưới này nó có bộ phận sinh dục của nó lồi ra ha. Con mái thì nó không có lồi thì mình dễ nhận biết rồi. Tầm cái này là mình dễ nhận biết rồi. Cái da của nó đang tiết ra chất nhờn như thế nào đó. Mình thấy cảm thấy nó đang. Mà thường mấy con này cái da nó nhờn nhờn lắm. Nó giống như con cá vậy, nó nhờn lắm. Mình bắt nó hay mình ôm tay mình dễ bị trơn trượt. Chắc là nhìn thấy mấy con cá 7 màu ngoài này tầm mừng của nó cũng muốn ăn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video về con cá cảnh kỳ nhông nước Axolotl của mình ha.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần tới. Bye bye, see you again. See you.